phòng ngừa Covid-19 thế nào khi đi máy bay, xe buýt, xe khách. Hạn chế sử dụng các phương tiện giao thông công cộng khi có các biểu hiện sốt, ho, đau họng, khó thở. Đeo khẩu trang đúng cách khi bị sốt, ho, đau họng, khó thở. Che kín miệng khi ho, hắt hơi. Hạn chế ăn uống, nói chuyện trên tàu xe, máy bay. Không khạc nhổ trên phương tiện giao thông và nơi công cộng, ga tàu, bến xe, sân bay, nhà ga. Thông báo ngay cho tổ bay, tài xế khi bản thân và hành khách đi cùng có biểu hiện sốt, ho, khó thở. Tránh tiếp xúc gần với người có biểu hiện ho, khó thở khi đi cùng tàu xe, máy bay. Sau khi di chuyển, nếu có biểu hiện sốt, ho, đau họng, khó thở, liên hệ hotline của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc 1900 3228 để được tư vấn, khám, điều trị kịp thời. Thường xuyên rửa tay đúng cách bằng xà phòng hoặc bằng dung dịch sát khuẩn tay có chứa trên 60% nồng độ cồn. Bỏ khăn giấy, khẩu trang đã dùng vào thùng rác kín